thưa các bạn qua lần thử nghiệm thành công với những cậu bé từ london chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của cô catherine đối với thầy chip và toàn thể nhà trường brookfield lớn như thế nào một con người có cái nhìn cấp tiến đã thay đổi suy nghĩ của toàn bộ con người nơi đây cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đã đúng những cậu bé vùng london hôm đó cũng đã có những ấn tượng tốt đẹp về trường brookfield cũng như về chính cô catherine để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Private Binh nhì Military camp Doanh trại quân đội Grand Huy hoàng, tuyệt vời Fine Hay, tốt Thin Lúc đó, ở thời đó, khi đó In action Trong lúc chiến đấu Vivid Sống động Corridor Hành lang Misunderstanding Sự hiểu nhầm Keen Nhiệt tình Influence somebody. Ảnh hưởng đến ai Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này Câu điều kiện loại 2 Chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 để nói về một việc không có thật ở hiện tại Trong câu điều kiện loại 2 Mệnh đề if chia ở thời quá khứ đơn Mệnh đề chính sử dụng would hoặc could kèm động từ nguyên thể Lưu ý, đối với mệnh đề if, động từ to be được chia là were thay vì was. Ví dụ: I'd let them off if I were you. If we didn't have a car, we wouldn't be able to arrive on time. Mời các bạn nghe phần 12 của câu chuyện. Goodbye Mr Chips, part 12. Những cậu bé đó còn mang theo cả những kỷ niệm về người phụ nữ duyên dáng ấy người mà đã gặp và nói chuyện với chúng. They took back with them also the memory of a charming woman who had met them and talked with them. Nhiều năm sau đó, trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có lần, một binh nhì thuộc quân đội đóng quân tại một doanh trại lớn gần Brookfield đã tới gõ cửa nhà thầy Chips. Once years later, during the Great War of 1914 to 1918, a private in the army Stationed at a big military camp near Brookfield, called on Chips. Cậu ta nói với thầy Chips rằng mình thuộc đội tới thăm trường lần đầu tiên. Thầy Chips đã mời trà và nói chuyện với cậu. He told Chips that he had been one of that first visiting team. Chips gave him tea and chatted with him. Cho tới lúc ra về, khi họ bắt tay nhau, chàng trai mới hỏi rằng: Thưa thầy, cô có khỏe không ạ? À? Em còn nhớ rất rõ về cô. When it was time to go, the man said as they shook hands, And how's the missus, sir? I remember her very well. Thật ư? Thầy Chip xuất sẵn đáp lại, em còn nhớ về cô ư? Vâng, cũng khá khá ạ. Em nghĩ rằng ai cũng nhớ về cô thôi ạ. À. Do you? Chip answered eagerly. Do you remember her? Rather, I should think anybody would. Thầy Chip trả lời, họ không nhớ đâu. Ít nhất thì không phải là ở đây Những cậu bé đến rồi đi Luôn luôn là những khuôn mặt mới Mà kỷ niệm thì không tồn tại mãi mãi Chips replied They don't, you know At least not here Boys come and go New faces all the time Memories don't last Thậm chí giáo viên còn chẳng ở lại mãi được Kể từ năm ngoái, khi mà ông Grippo nghỉ hưu, ông ta là Ừm, um, quả ra của trường thì đã chẳng còn ai ở đây thấy bóng dáng vợ tôi rồi. Even masters don't stay forever. Since last year, when old Cribble retired, he was um, the the school butler. There hasn't been anyone here who ever saw my wife. Em biết đấy, cô ấy đã mất chưa đầy một năm sau khi các em tới thăm trường, năm 98. She died, you know, less than a year after your visit. In 98. Em thực sự rất lấy làm tiếc khi nghe thấy điều đó thưa thầy. Dù sao thì vẫn còn hai ba người bạn của em vẫn còn nhớ bất cứ điều gì về cô, mặc dù chúng em mới gặp cô có một lần. I'm really sorry to hear that, sir. There's two or three of my mates in here who remember her clear as anything, even though we did only see her that once. Thầy rất mừng về điều đó chúng ta đều đã có một ngày tuyệt vời và một trận đấu rất hay nữa. I'm very glad. That was a grand day we all had. And a very fine game too. Một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời của em, thưa thầy. Em ước gì chúng ta vẫn đang ở vào thời điểm đó, chứ không phải là hiện tại. Thực sự là như vậy. Ngày mai em sẽ lên đường sang Pháp. One of the best days out I ever had in my life. Wish it was then and not now. Straight. I do. I'm off to France tomorrow. Khoảng một tháng sau, thầy Chip nghe được tin rằng chàng trai đã hy sinh trong lúc chiến đấu. A month or so later, Chips heard that he had been killed in action. Và vậy là cuộc sống với Catherine, hai năm ấm áp và hạnh phúc đó, vẫn còn vương vấn trong tâm trí thầy, cùng với hàng ngàn kỷ niệm sống động. And so his life with Catherine, those two warm and happy years, remained with him In a thousand vivid memories. Khi tiếng chuông trường điểm giờ học, những buổi chiều tại nhà bà Wickett đã gợi lại cho thầy rất nhiều những kỷ niệm thời đó. Evenings at Mrs. Wicket's, when the school bell rang for call over, brought so many of those memories back to him. Thầy có thể thấy Catherine hối hả bên cạnh thầy, dọc theo những hành lang bằng đá, cười lớn với sự hiểu lầm của một cậu học sinh trong bài tiểu luận mà thầy vừa chấm. he would see catherine hurrying beside him along the stone corridors laughing at a schoolboy misunderstanding in an essay he had been marking. or he would picture her playing the cello in a school concert she had been a good player and a keen musician. Và rồi thầy cũng nhớ tới lúc cô xem những trận đấu bóng của học sinh vào tháng 12, trên người mặc thật nhiều quần áo để tránh rét. Then he would remember her watching the house football matches in December, wrapped up well against the cold. Hay trong lúc mùa hè, tại bữa tiệc ngoài vườn ngay sau nghi lễ phát bằng, and in summer, at the garden party that followed the prize giving on speech day. Cô luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho bất cứ vấn đề nào, dù là nhỏ nhặt điều đó là những lời khuyên tốt, mặc dù không phải lúc nào thầy Chip cũng nghe theo lời khuyên đó, nhưng chúng lại luôn có ảnh hưởng tới thầy. She was always on hand to give advice on any little problem. It was good advice too, which he did not always take, but which always influenced him. Anh Chip thân mến, nếu em là anh thì em sẽ tha cho chúng. xét cho cùng thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Chip's dear. Anh biết đấy, anh cũng muốn tha cho chúng, nhưng nếu anh làm như vậy, e rằng chúng sẽ lại tái phạm. I know. I'd like to let them off, but if I do, I'm afraid they'll do it again. Vậy thì anh hãy thử nói với chúng điều đó thật thẳng thắn và rồi cho chúng cơ hội. Anh thử xem sao? Try telling them that frankly and give them the chance. I might. Bây giờ mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. What memories remained with Mr. Chips after Catherine's death? các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. They took back with them also the memory of a charming woman, who had met them and talked with them. Once, years later during the Great War of nineteen fourteen to nineteen eighteen, a private in the army, stationed at a big military camp near Brookfield, called on Chips. He told Chips that he had been one of that first visiting team. Chips gave him tea and chatted with him. When it was time to go the man said as they shook hands "and how's the missus sir" I remember her very well "do you" chips answered eagerly "do you remember her" "rather i should think any one would" chips replied "they don't you know at least not here boys come and go new faces all the time memories don't last even masters don't stay for ever. Since last year, when old Cribble retired, uh, he was, um, the school butler, there hasn't been anyone here who ever saw my wife. She died, you know, less than a year after your visit, in 98. I'm really sorry to hear that, sir. There's two or three of my mates anyhow who remember her uh, clear as anything.' Even though we did only see her that once, I'm very glad. That was a grand day we all had, and a very fine game too. One of the best days out I ever had in my life. Wish it was then and not now. Straight, I do. I'm off to France tomorrow. A month or so later, Chips heard that he had been killed in action, and so his life with Catherine. Those two warm and happy years remained with him in a thousand vivid memories. Evenings at Mrs. Wickett's, when the school bell rang for call over, brought so many of those memories back to him. He would see Catherine hurrying beside him along the stone corridors, laughing at some schoolboy misunderstanding in an essay he had been marking. Or he would picture her playing the cello in a school concert. She had been a good player and a keen musician. Then he would remember her watching the house football matches in December, wrapped up well against the cold, and in summer at the garden party that followed the prize giving on Speech Day. She was always on hand to give advice on any little problem. It was good advice, too. Which he did not always take, but which always influenced him. Chips, dear, I'd let them off if I were you. After all, it's nothing very serious. I know I'd like to let them off, but if I do, I'm afraid they'll do it again. Try telling them that frankly and give them a chance. I might. He remembered. Catherine hurrying beside him along the stone corridors, laughing at a schoolboy misunderstanding in an essay he'd been marking, her playing the cello in a school concert, or her watching the house football matches in December and in summer at the garden party that followed the prize giving on Speech Day. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script Nguyễn Quốc Hùng Lê Lan Hương Speakers Lê Lan Hương Cynthia Mann VOV Media, phương thức truyền dẫn phát sóng mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là một ứng dụng đa phương tiện nhằm cung cấp cho thính giả, khán giả, độc giả có thể nghe, xem và đọc các chương trình phát thanh truyền hình, báo điện tử, nghe các kênh âm nhạc chuyên biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ với một thiết bị cầm tay thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối mạng Wi-Fi 3G, 4G, quý vị và các bạn có thể nghe, xem trực tuyến các hệ chương trình phát thanh, truyền hình, trong đó có hệ văn hóa đời sống khoa giá VV2 mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng VV Media tích hợp trên hệ điều hành iOS và Android. VV Media, thế giới âm thanh và hình ảnh trên tay bạn. chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua đài tiếng nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ học bài 76 chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần 2 với mẫu câu cơ bản là có được không, có phiền gì không? Minasan konnichiwa, Hachang desu. Ha xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Nhật bài số 76 của bộ phim Japan My Love hay là Nước Nhật tôi mến yêu. Trong những bài học trước, chúng ta đã thấy anh Leo bị sốt cao và chị Mika dẫn anh tới bệnh viện. Anh Leo được bác sĩ khám và cho biết anh chỉ bị cảm. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại sau. Leo, tốt nhất là phải là Leo và Bây giờ, Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn hội thoại vừa nghe. Chị Mika nói với anh Leo. Leo này. Leo. Sau đó chị dặn. Dù sao thì anh nên nghỉ sớm. Tonikaku, hayaku yasunda hou ga ii yo. Từ cự có nghĩa là dù sao, dẫu thế nào đi nữa. Sau đó chị Mika nói tiếp. Tôi cũng sẽ tiện anh về tận nhà. Watashi mo ie made okuru kara. Nghe chị Mika nói, anh Leo hỏi. Anh Leo hỏi chị Mika, có được không ạ? À? Đây là mẫu câu của bài học hôm nay. Chị Mika trả lời, tất nhiên rồi. Rồi chị nói tiếp, tôi với Leo không hiểu sao như có duyên với nhau nhỉ. Từ NANG CẢ trong câu này thể hiện ý không rõ nguyên do từ này tương tự như cách nói không hiểu sao mà có vẻ như trong tiếng Việt engaide là có duyên sau đây mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại Leo, tôi nghĩ chắc, hãy nhanh nghỉ ngơi là tốt nhất. Tôi cũng sẽ đưa anh về nhà. Tốt chứ? Tất nhiên rồi. Leo và tôi có duyên đấy. Mời các bạn nghe lại mẫu câu. In ka? In ka là có được không? Câu này được dùng để xác nhận lại lời đề xuất mà người khác vừa nói với mình, nhưng cũng thể hiện rằng mình hơi áy náy vì phải làm phiền đến họ. Nếu muốn hỏi một cách lịch sự hơn, các bạn có thể thay.